Penthouse 2 chắc chắn là phim truyền hình hot nhất hiện nay, khiến mọi fan mất ăn mất ngủ ngóng chờ. Dàn diễn viên phim cũng đặc biệt được khán giả quan tâm nhan sắc, đời tư. Trong loạt diễn viên ấn tượng, Berona, con gái của Oh Jun-hee, Eun-woo-ni, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý từ cả công chúng và giới chuyên môn. Nhân vật thủ vai Berona chính là Kim Hyun-soo, sao nhí đình đám một thời gây bão trong phim chấn động xứ Hàn Silent Shape, sao trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc. Hiện tượng sao nhí khiến xứ Hàn chấn động. Kim Hyun-soo sinh năm 2000, sớm tham gia showbiz dưới vai trò người mẫu nhí. Cô nàng chạm ngõ điện ảnh khi chỉ mới 11 tuổi với vai diễn khó nhằn trong phim về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em, ấu dâm, khiến dư luận xứ Hàn sục sôi tên là Silent Shape. Dù là lần đầu tiên đóng phim, nhưng sau nhí này đã thể hiện được tài năng diễn xuất thiên phú và giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Trung Vàng lần thứ 49. Trước vai diễn Berona trong Penthouse, vai diễn viral nhất của Kim Hyun-soo đó chính là vai kiếp trước của Chun Song-ji, Ji-eun Ji-hyun đóng trong siêu phẩm Vì sao đời anh tới. Năm đó mới chỉ 14 tuổi, Kim Hyun-soo đã xuất sắc hóa thân thành cô bé Seo Ji-hwa, người có mối tình không trọn vẹn với người ngoài hành tinh Do Min-jun, Kim Soo-hyun đóng. Dù đã có kinh nghiệm diễn xuất từ trước, nhưng Kim Hyun-soo không khỏi ngại ngùng khi đóng những cảnh tình cảm với đàn anh hơn 12 tuổi. Trên phim ngọt ngào là thế, nhưng ở ngoài đời, nữ diễn viên nhí tiết lộ, em chưa yêu ai bao giờ nên khá bối rối, em phải hỏi mẹ, khi thích một ai đó thì con phải thể hiện ánh mắt như thế nào. Thực sự đến bây giờ, em cũng chưa biết cảm giác khi yêu là như thế nào nữa. Dù vậy, không chỉ có mình nữ diễn viên nhí ngại ngùng mà Kim Soo-hyun cũng từng thừa nhận anh cảm thấy áp lực, ngại ngùng chẳng kém gì khi đóng cặp với đàn em nhỏ hơn cả giáp. Bị nhiều dân mạng ghen tị vì đóng cảnh tình cảm với đàn anh, sau nhí chia sẻ cô cũng từng cảm thấy buồn nhưng cũng đã bình tâm trở lại. Vai diễn mợ chành nhí đã giúp tên tuổi Kim Hyun-soo lên hương và thậm chí cô đã giành được giải nữ diễn viên trẻ xuất sắc tại lễ trao giải thưởng APA Star Award lần thứ 3. Một vai diễn để đời khác của Kim Hyun-soo phải kể đến là vai Son Ye-jin thời trẻ trong bộ phim điện ảnh Be With You, Em sẽ đến cùng cơn mưa. Vẻ đẹp ngây thơ trong trẻo và lối diễn xuất tự nhiên đã giúp sao nhí giành được nhiều tình cảm của khán giả. Thành tích học tập đáng nể và nhan sắc dậy thì thành công. Nổi tiếng từ sớm và thường đóng từ 1 đến 2 phim một năm, nhưng không vì thế mà Kim Hyun-soo bỏ bê chuyện học hành. Sau nhí một thời luôn nỗ lực chăm chỉ đến trường và thậm chí khiến dân tình không khỏi thán phục khi vào năm 2018 cô đã được tuyển thẳng vào Đại học Trung An, chuyên ngành sân khấu điện ảnh. Bên cạnh đó, nhan sắc hậu dậy thì của Kim Hyun-soo cũng là điều công chúng đặc biệt chú ý. Bắt đầu đóng phim từ năm 11 tuổi và sở hữu gia tài phim ảnh đáng nể khi chỉ mới 20. Không có gì sai khi nói công chúng đã chứng kiến Kim Hyun-soo trưởng thành lên mỗi ngày. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên nhí đã được nhận xét là sở hữu gương mặt hài hòa tự nhiên. Càng lớn, nét đẹp của Kim Hyun-soo càng thêm hài hòa, dễ gây thiện cảm với công chúng. Đôi mắt bồ câu to tròn cùng sống mũi cao thẳng rất tây là đặc điểm nổi bật trên gương mặt nữ diễn viên 20 tuổi. Nụ cười ngọt ngào của Kim Hyun-soo cũng là một vũ khí nhan sắc khiến fan ngây ngất, không thể rời mắt ngắm nhìn. Cũng nhờ thân hình chuẩn chỉnh và vòng eo con kiến, gần đây cô nàng còn lấn sân sang cả công việc người mẫu. Kim Hyun-soo còn sở hữu vòng eo con kiến vô cùng ấn tượng. Vốn sẵn có nền tảng diễn xuất, gần đây còn gây xuất với vai diễn trong bộ phim Người người nhà nhà đều xem Penthouse, Kim Hyun-soo được đánh giá là một trong những gương mặt đầy tiềm năng của giới phim xứ Kim Chi. Cô được khán giả kỳ vọng có sự nghiệp diễn xuất rộng mở trong tương lai. Bên cạnh những gương mặt đình đám cùng lứa như Seo Jin-gu, Kim Joo-jung, Kim Soo-hyun. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Kim Hyun-soo đã chia sẻ suy nghĩ của mình về nhân vật cô đảm nhiệm trong bộ phim truyền hình ăn khách Penthouse, Cuộc chiến thượng lưu, The Penthouse, War in Life. Trong Penthouse, Cuộc chiến thượng lưu, Kim Hyun-soo vào vai Berona, con gái của Oh Jun-hee, Eun-woo-ni. Cô có ước mơ trở thành nghệ sĩ thanh nhạc nổi tiếng. Tuy nhiên, Berona phải chịu nhiều chèn ép từ trên Seo Ji, Kim Soo-hyun khi theo học tại trường trung học âm nhạc. Nữ diễn viên trẻ hiện bận rộn quay phần thứ 2 của bộ phim nổi tiếng. Chia sẻ về những trải nghiệm của mình khi tham gia dự án, Kim Hyun-soo dành nhiều lời tốt đẹp cho nữ diễn viên Eun-woo-ni. Kim Hyun-soo bày tỏ, tôi có nhiều cảnh quay nhất với Eun-woo-ni, người mẹ trong phim của tôi. Tôi biết ơn cô ấy vì đã chủ động trò chuyện với tôi đầu tiên và làm cho bầu không khí trên phim trường trở nên thoải mái. Nhờ đó, tôi đã nhập vai tốt hơn rất nhiều. Nữ diễn viên cũng dành lời khen cho Kim Jung-dae, người đóng vai người yêu của cô là Joo Seok-hun trên màn ảnh. Kim Hyun-soo chia sẻ, tôi rất vui khi được quay phim với anh và tạo nên một cặp gà bông trẻ trung ở lứa tuổi học sinh trên phim. Khi được đề cập đến mức độ nổi tiếng của mối tình giữa cô và nhân vật Kim Jung-dae, Kim Hyun-soo tiết lộ cô hoàn toàn không mong đợi điều đó. Thành thật mà nói, tôi không có nhiều cảnh quay với anh ấy. Khi so sánh với những cảnh khác, tôi không nghĩ những cảnh quay chung của chúng tôi có nhiều tác động như vậy. Nhưng rất nhiều người quan tâm đến câu chuyện tình yêu của chúng tôi trên màn ảnh, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và biết ơn vì điều đó, nữ diễn viên giải thích. Trước đó, khi được hỏi về nội dung phần 2 và 3 của Penthouse, Cuộc chiến thượng lưu, Kim Hyun-soo bật mí, tôi không thể tiết lộ quá nhiều chi tiết, nhưng tôi nghĩ mình sẽ thể hiện một khía cạnh mới của nhân vật Berona trong hai phần phim sắp tới. Cuối cùng, nữ diễn viên bày tỏ tình cảm với đoàn phim Penthouse Cuộc chiến thượng lưu. Cô nhắn nhủ, vì chúng ta vẫn còn phần 2 và 3 của Penthouse Cuộc chiến thượng lưu, tôi hy vọng mọi người vẫn khỏe mạnh và an toàn trong suốt quá trình quay phim.
Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc chăm chỉ. Chúng tôi có thể kết thúc bộ phim thành công mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Phần 1 của Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng Heraplay. Ba người phụ nữ Sim Suryeon, Lee Jia, Chun Seo-jin, Kim So-jeon và Oh Jun-hye, Eugenie. Tuy nhiên, họ lại gắn kết theo nhiều cách. Từ câu chuyện ba người phụ nữ, tác phẩm thể hiện mặt tối của con người khi đứng trước những tham vọng về quyền lực và tiền bạc, cũng như góc khuất đằng sau cuộc sống xa hoa hào nhoáng của họ.